tại các hệ thống siêu thị của Mắt, đơn vị này đã dành 5.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa mùa Tết. Theo dự kiến của Sài Gòn Co-op, trữ lượng hàng hóa bao gồm hàng bình ổn giá, tùy ngành hàng sẽ tăng từ 15 đến 30% so với năm trước. Số hàng hóa trên sẽ đảm bảo đủ hàng bình ổn trong 3 tháng trước, trong và sau Tết. Đồng thời, đơn vị tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa từ 2 đến 4 lần, cao điểm 2 tháng cận Tết sẽ tăng tần suất lấy mẫu lên 8 đến 10 lần so với quy chuẩn hiện nay. Trong đó, các hệ thống siêu thị của Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile sẽ giảm giá hàng ngàn sản phẩm dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước mắm, nước tương, bột ngọt, lạp xưởng, các loại bánh kẹo. Đặc biệt, các ngày cuối tuần đều có chương trình giảm giá sốc giúp người dân mua sắm tiết kiệm hơn 50% chi tiêu thông thường và hàng hóa rất phong phú để lựa chọn. Các hoạt động khuyến mãi như tặng quà, tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng cũng được tổ chức liên tục. Phục vụ cho Tết năm 2021 thì tổng sản lượng mà Sàn Co-op đang có cái mức chuẩn bị cho những tháng trước, trong và sau Tết thì có mức tăng trưởng khoảng là 20%. Về mặt số lượng mặt hàng khuyến mãi là cao nhất qua các năm, tập trung vô những cái mặt hàng thiết yếu và những cái mặt hàng mà mới lạ. Số lượng mặt hàng mà giảm giá đến tận 50% là một cái số lượng cũng rất là đông, khi chúng tôi đã chọn lựa ra khoảng là 300 SKU. Các cái chương trình về duy trì cái lòng trung thành, các cái chương trình loyalty program bằng những cái liệu pháp tích lũy điểm, bằng những liệu pháp đổi như món quà, tích lũy tem. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho những cái chuyến bán hàng lưu động, tổ chức khoảng là 200 chuyến bán hàng lưu động. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó với các doanh nghiệp thực phẩm như là nước ngọt, bánh kẹo, thủy hải sản, đây cũng là thời điểm chạy đua để đưa hàng của mình kịp thời có mặt ở các hệ thống siêu thị, chợ, cửa hàng truyền thống để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tại nhà máy công ty cổ phần Lai Phú, các sản phẩm như bánh French cookie kẹp kem, thạch rau câu, pudding cherries, sô-cô-la Gilia, kẹo Fluffy đang được doanh nghiệp này đẩy nhanh sản xuất, cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2021. Bên cạnh bánh kẹo, những dòng sản phẩm về nước uống trái cây, nước rau củ cũng gấp rút lên xe hàng, chở đi các địa điểm phân phối ở khắp các tỉnh thành. Dù nguồn nguyên liệu đầu vào có tăng, nhưng đơn vị này cam kết không tăng giá các sản phẩm của mình trong mùa Tết năm nay. Những sản phẩm trên được doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, được kiểm soát bởi các chứng nhận trong nhà máy đang áp dụng như HACCP, BRC, HALA, GMP. Dịp Tết Tân Sửu 2021 nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng của người tiêu dùng, đơn vị này đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki để thuận tiện cho việc mua hàng. Năm nay thì ngoài mặt hàng bánh kẹo thì có thêm mặt hàng nước giải khát, trái cây. Từ tháng 9 thì công ty đã chuẩn bị hàng cho mùa Tết. Năm nay cũng không có sự tăng trưởng, có một số mặt hàng thì giảm, có rất nhiều khó khăn trong kinh doanh và biến động giá cả rất lớn do vấn đề nguyên vật liệu. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề giá thành. Tuy nhiên, để ổn định giá cả thì công ty Lai Phú đã chủ động giữ giá. Các mặt hàng của công ty đều có mặt ở các chợ truyền thống, các shop, siêu thị. Và bên cạnh đó thì cũng thúc đẩy bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Trong khi đó, một đơn vị nước giải khát khác là Tico nổi bật với các dòng sản phẩm tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Từ nước yến nhà đàm, dừa nhà đàm, chanh dây nhà đàm, mới đây để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán 2021. Đơn vị này đã cho ra thị trường dòng nước yến nhĩ. Sản phẩm được hình thành từ tổ yến nguyên chất, kết hợp cùng sự ngọt thanh của đường phèn và hạt chia, tạo nên hương vị độc đáo, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tự động, từ khâu pha chế nguyên vật liệu đến thanh trùng sản phẩm. Trước khi ra thị trường phục vụ người tiêu dùng, sản phẩm phải trải qua những quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, từ đầu vào đến đầu ra, để người tiêu dùng an tâm khi sử dụng. Còn tại công ty cổ phần Sài Gòn Food, thời điểm này, những chuyến hàng chở các sản phẩm thủy hải sản, lẩu Tết, cháo tươi liên tục được xuất kho, vận chuyển đến các kênh phân phối ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành khác. Đặc biệt, những thùng quà Tết với nhiều sản phẩm bên trong, đóng gói bảo quản trong thùng xốp lớn được nhiều người tiêu dùng quan tâm chọn mua. Mỗi khi có các đơn hàng là thùng quà, các bộ phận liên quan trong công ty đều nhanh chóng đóng gói, chở bằng xe đông lạnh cung cấp ra thị trường. Sài Food cung cấp đến cho người tiêu dùng trong năm mới là cái giải pháp combo với 3 mức giá khác nhau. Chỉ với 3 phút là có thể chuẩn bị cho mình được một cái bữa ăn ngon, chuẩn bị cân bằng dinh dưỡng. Combo Việt An Khang trị giá 300.000 với 8 sản phẩm. Combo Tết Phú Quý trị giá 500.000 với 10 sản phẩm. Combo Tết Tài Lộc
trị giá 800 ngàn với 13 sản phẩm. Trước khi xuất xưởng là được kiểm tra 100% nhằm đảm bảo được tất cả các tiêu chuẩn về nhiệt độ, được vận chuyển với xe đông lạnh chuyên dụng. Đặc biệt với những cái đơn hàng nhỏ của khách lẻ và những cái khách hàng là chuỗi siêu thị nhỏ lẻ thì được bảo quản ở trong thùng xốp kèm với lại đá gel. Trong dịp Tết thì với đơn hàng từ 500 ngàn sẽ được vận chuyển miễn phí và miễn phí thùng xốp kèm với đá gel. Có thể nói, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn. Với nhiều người, việc các doanh nghiệp, nhà bán lẻ giảm giá hàng Tết sớm giúp họ có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hơn. Cùng với đó, trong dịp Tết đầu tiên sau tác động của Covid-19, hành vi của người tiêu dùng Việt đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Thay vì tất bật mua sắm tại các cửa hàng, người tiêu dùng đang có xu hướng thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thay đổi để kịp thời đáp ứng nhu cầu của họ trong mùa Tết năm nay.